Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh dim là chỉnh được cái mũi tên này và có được cái cánh tay dài ở trên này để thể hiện những cái dim mà nó nằm ở trong cái góc hẹp á, thì mình phải đẩy nó ra như này nó mới đẹp hơn. Trong cái bài ngày hôm nay á, thì mình lại hướng dẫn các bạn cách để chỉnh cái mũi tên, có nghĩa là mũi tên này nó đang lớn đúng không? Bây giờ muốn chỉnh nhỏ lại hoặc là mình muốn chỉnh lớn lên đều được hết. Và cái thứ hai ở đây là chỉnh hai cái đường chéo này, hai cái đường chéo của dim này này. Hiện tại nó đang dài khá là xấu, nó không không có đúng với tiêu chuẩn. Bây giờ muốn nó nhỏ lại thì làm sao? Ok, thì bắt đầu làm nha. Thì để chỉnh được hai cái này các bạn không thể nào mà các bạn vào trong phần Edit Type này để các bạn chỉnh được. Mặc trong này nó không có thể hiện nha, nó sẽ hiện là cái bảng này nhưng mà trong này nó không có chỗ nào để nó chỉnh cái này được hết. Muốn chỉnh được cái này các bạn phải vào cho mình là cái tab Manager này ở trên thanh công cụ nha. Sau đó các bạn đến cái biểu tượng là Additional Setting, là cái biểu tượng cái color. Các bạn sổ xuống, các bạn chọn cho mình Around Head. Đây, Around Head này, click vào nha. Lúc này nó sẽ hiện lên cái bảng này. Thì ở đây á, các bạn muốn chỉnh được cái mũi tên này nó ngắn lại á, thì các bạn phải biết cái tên của cái loại này là cái gì. Thì nó nằm ở trong một thai. Đây, một thai đây. Hiện tại mặc định của nó đang để là around 30 degree, có nghĩa là cái góc của nó là 30 độ, nhưng mà cái mũi tên này là đang là cái góc 15 độ. Nên mình phải sổ xuống và chọn đúng cái tên của nó, đó là around view 15 degree, là cái này này, một này này nha bạn. Chọn vào cho mình. Thì sau khi mà chọn vào thì nội dung của nó sẽ hiển thị ra. Ở đây nó đang là tích size của nó đang là 3 mm, có nghĩa là cái chiều dài của cái mũi tên này này là đang là 3 mm. Nhưng mà mình muốn nó nhỏ lại, mình sẽ sửa nó lại thành 1.5. 1.5 là đẹp nhất nha. Các bạn cứ sửa lại 1.5 cho mình. Sau đó các bạn nhấn ok để xem thử có hiện tượng gì không nha. Đó, sau khi nhấn ok thì nó cũng chưa có hiện tượng gì, mà muốn nó thay đổi các bạn phải chọn vào cái dim. Sau đó các bạn chọn ra ngoài. Đó, thì cái mũi tên mình lúc này đã nhỏ lại rồi các bạn. Ok chưa? Đó là một cái. Bây giờ tiếp tục tới cái thứ hai. Đó là cái đường chéo của cái dim này. Hiện tại cái đường chéo của dim này nó cũng đang rất là dài. Tương tự mình cũng sẽ vào tab Manager này. Sau đó chọn Additional Setting, rồi chọn Around Head. Đây. Nhớ nha, Around Head này nha. Chọn đúng mục này. Bảng này sẽ hiện lên. Thì bây giờ muốn chỉnh được cái này thì mình cũng tìm đến đúng cái tên của nó. Tên của nó ở đây là sổ xuống ở phần thai, nó sẽ có tên là Diagon 3 mm. Cái này là Diagon 3 mm nha. Rồi, lúc này bảng Diagon đã hiện ra và mình chỉnh lại chỗ tích size này, nó đang là có cái chiều dài là 3 mm, mình cũng chỉnh lại là thành 1.5 để cho nó ngắn lại nha. Sau đó mình nhấn ok. Lúc này là nó đã ngắn lại rồi này, đúng chuẩn đẹp luôn nè. Rồi. Ok. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nhớ đăng ký kênh và nhấn cho mình một like để ủng hộ mình. Bật cái chuông để mà nhận được thông tin mới từ những video mình sản xuất ra. Bye.